không còn nghi ngờ gì nữa, liên hoàn án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát đã trở thành vụ án lớn nhất thế kỷ, với các thành phần chính gồm công ty Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái gồm 762 công ty đã lan sang lĩnh vực ngân hàng, gồm ngân hàng SCB, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Và đặc biệt khi nó lan sang trở thành liên hoàn án, lan sang đại gia Nguyễn Cao Trí với một hệ sinh thái đặc biệt về doanh nghiệp đầu tư dự án tại thành phố Hồ Chí Minh, vài chục công ty, và một dự án ở Lâm Đồng, dự án Sài Gòn Đại Ninh, thì hôm nay tại diễn đàn Quốc hội còn hé lộ trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, và đặc biệt là trách nhiệm của Chánh Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trong việc sửa đổi kết luận thanh tra dự án Sài Gòn Đại Ninh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và cũng có liên quan đến ngân hàng SCB. Như vậy vụ án đã trở nên quá lớn với rất nhiều người có liên quan, rất nhiều quan chức có liên quan, tài sản khổng lồ, và không biết tài sản thất thoát là bao nhiêu. Nhà nước đã nói rằng khoảng trên 32.000 tỷ, khoảng trên 32.000 tỷ, không hiểu là tài sản thu hồi có đủ trả lại số trái phiếu đó hay không. Đó là nói về trái phiếu thôi, còn những vấn đề khác nữa. Mới nhất là ngày 4 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố 4 bị can, thay đổi tội danh một bị can bị khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức đơn vị liên quan. Cũng liên quan tới vụ án này, gần đây nhất vào cuối tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Chim Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, Trầm Thịt Thích Tồn, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, Sun Henry Kazian, quốc tịch Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị SCB, Lam Ly Giroc, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB. Do 7 bị can nêu trên đều đã bỏ trốn nên cơ quan công an quyết định truy nã. Khởi thủy vụ án, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn An Đông và tổ chức đơn vị liên quan. Cùng đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, Bộ Công an đã khởi tố thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. C03 cũng đã khởi tố bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Hồ Vũ Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tính đến cuối tháng 12 năm 2022, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành nghiệp vụ cho điều tra, kê biên, thu hồi nhằm tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà nước và các nhà đầu tư. C03 đã khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành do cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, trong đó Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn báo cáo không đúng sự thật dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát kiểm soát SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Bước đầu điều tra, C03 xác định từ năm 2018 đến 2020, các bị can có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty đầu tư Quang Thuận, công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld cùng các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định, tạo ra 25 gói trái phiếu tổng trị giá 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua huy động tiền và chiếm đoạt. Bước đầu điều tra cho thấy đây là hành vi rất nghiêm trọng. Sau đó, cơ quan điều tra còn phát hiện việc ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan và đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Song song đó, cơ quan điều tra cũng làm rõ vụ án, làm rõ dự án 25.000 tỷ đồng gọi là dự án Sài Gòn Vạn Ninh liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí
và ngân hàng SCB. Dự án hơn 25.000 tỷ đồng này từng bị thanh tra chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi, nhưng một năm sau đó, thanh tra chính phủ lại đề nghị tiếp tục cho giãn tiến độ thực hiện dự án sau khi tổ công tác xem xét và kiến nghị của chủ đầu tư. Dự án này chiếm gần 3.600 hecta. Chúng tôi xin nêu quy mô dự án để các anh chị thấy quy mô của dự án cũng là quy mô của dự án sau này. Siêu dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đô thị Nam Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Vốn điều lệ của công ty khi đó là 300 tỷ đồng, gồm 7 cổ đông sáng lập, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phương Nam sở hữu 273.000 cổ phần chiếm 91% và 6 cổ đông khác chiếm 9%. Tổng nguồn vốn đầu tư cho siêu dự án này được giới thiệu lên tới 25.243 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là bà Phan Thị Hoa, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Theo tiến độ đầu tư, khu đô thị Nam Đà Lạt được triển khai thực hiện từ năm 2010, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018. Tuy nhiên, tới nay những gì chủ đầu tư đã làm là không đáng kể so với khối lượng công trình đồ sộ của siêu dự án này. Sau hơn 12 năm, công ty Sài Gòn Đại Ninh chỉ mới đầu tư xây dựng được một số tuyến đường giao thông nội bộ, một hội trường diện tích 600 m² và một phần hội trường thô, 15 căn nhà chuyên gia dưới dạng chòi nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Dù vậy, chủ đầu tư cho biết giá trị đầu tư vào dự án này đã lên đến 2.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 9% tổng nguồn vốn đầu tư. Từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao đất giao rừng để thực hiện dự án, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã để xảy ra quá nhiều sai phạm liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ rừng, gây thiệt hại lớn về lâm sản. Cụ thể, chủ đầu tư đã để rừng bị phá lấn chiếm hơn 368 hecta. Dự án chậm và tiến độ tài chính cũng chậm. Thực hiện đề nghị của thanh tra. Chính vì vậy, tại kết luận thanh tra số 929 ngày 12 tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động thu hồi dự án khu đô thị Nam Sài Gòn Đà Lạt của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Thực hiện đề nghị của thanh tra chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành các thủ tục để thu hồi dự án này. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 3 năm 2021, thanh tra chính phủ đã ra quyết định lập tổ công tác để xác minh nội dung kiến nghị công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tổ công tác gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 thanh tra chính phủ làm tổ trưởng, ông Hoàng Văn Xuân, thanh tra viên Cục 2 thanh tra chính phủ tổ phó, ông Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục 2 thanh tra chính phủ và Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, ông Trần Nhân Minh, Phó Tổng thanh tra chính phủ ký một cái quyết định khác. Theo đó, thanh tra chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ khẩn trương như đã cam kết và thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Cũng trong khoảng thời gian này, công ty Sài Gòn Đại Ninh có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, công ty đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật là bà Phan Thị Hoa, chức danh chủ tịch hội đồng quản trị sang ông Nguyễn Cao Trí, chức danh tổng giám đốc. Tới thời điểm này, cổ đông chi phối công ty Sài Gòn Đại Ninh đã chuyển sang ông Nguyễn Cao Đức, chiếm 51% cổ phần. Ông Nguyễn Cao Đức và ông Nguyễn Cao Trí là hai anh em ruột. Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của tập đoàn Bến Thành Group như giám đốc đầu tư tại công ty Bến Thành Tourist, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành. Tuy vậy, dự án vẫn án binh bất động, các hạng mục đã đầu tư xây dựng trước đó bị bỏ hoang, xuống cấp, hư hỏng trầm trọng. Không những vậy, công ty còn liên quan tới vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Ngọc Ánh là một trong bốn thành viên của tổ công tác, gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 thanh tra chính phủ, ông Hoàng Văn Xuân, thanh tra viên Cục 2 thanh tra chính phủ, ông Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục 2 thanh tra chính phủ và ông Nguyễn Ngọc Ánh. Và đoàn thanh tra này đã là một tổ hành chính thôi, không có quyền thay đổi kết luận thanh tra, nhưng đã tiến hành thay đổi kết luận thanh tra nhằm có lợi cho nhà đầu tư và gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước, dự án chậm triển khai. Sau đó, vào tháng 6 năm 2023,
tháng 6 năm 2023. Cơ quan thanh tra và các cơ quan khác đã thông báo rằng đã ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các vụ cục vụ của Thanh tra Chính phủ đã vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật dẫn đến phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật dẫn đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Ngoài ông Khanh ra, còn 5 công chức khác cũng bị buộc thôi việc, gồm ông Nguyễn Nho Định, ông Hoàng Văn Xuân, ông Trần Văn Tuấn, ông Trương Việt Hưng và ông Nguyễn Duy Phương. Nguyên nhân khiến 5 thanh tra viên bị buộc thôi việc cũng tương tự như ông Lê Quốc Khanh. Thưa các chị, thông báo của Thanh tra Chính phủ chỉ là như thế, nhưng hôm nay tại hội trường Quốc hội, qua chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đối với ông Đoàn Hồng Phong, Chánh Thanh tra Chính phủ, chúng ta mới biết rằng những thanh tra này bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Còn riêng ông Trần Văn Minh, người đã ký quyết định sửa đổi kết luận thanh tra của Sài Gòn Đại Ninh thì đã qua đời vào tháng 3 năm nay. Đó là vào sáng 4 tháng 3 năm nay. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa qua đời. Nguyên nhân được xác định là do ông Minh bị đột quỵ trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Chúng ta thấy rằng không phải là do ông Trần Văn Minh không. Ông Trần Văn Minh là vừa là Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, người ký quyết định thay đổi quyết định thanh tra dự án Sài Gòn Đại Ninh và được xác định là một thay đổi hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật. Và nhiều người trong vụ án này, vụ việc này đã được khởi tố như chúng ta đã biết. Và đại biểu Quốc hội cũng đã đặt vấn đề trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trong vụ việc này. Và chúng tôi đã phát sóng ở một giờ trước đây, mấy giờ trước đây. Còn ông Trần Văn Minh, người ký quyết định đó thì đã qua đời rồi. Và trong vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát và chùm án của nó, không chỉ có một ông mình ông Trần Văn Minh qua đời, còn một số bị can khác nữa qua đời. Và theo Bộ Công an, có bị can và một số người liên quan đột tử trong quá trình tố tụng vụ án xảy ra tại tập đoàn đầu tư An Đông liên quan đến chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định việc này gây thêm một vài khó khăn cho công tác điều tra, song với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật, bản chất sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh. Theo ông Sô, sự việc xảy ra tại tập đoàn đầu tư An Đông là một trong những vụ án rất khó với lực lượng thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố. Tham gia chuyên án là những cán bộ bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm, được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của lãnh đạo Bộ Công an. Ban chuyên án đã cân nhắc rất kỹ lưỡng các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng để có phương án đối sách phù hợp nhằm đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội. Người phát ngôn Bộ Công an cho hay vụ án được khởi tố với mục tiêu đảm bảo thượng tôn pháp luật để pháp luật được thực hiện nghiêm minh, đúng phương châm là một vụ án cảnh tỉnh cả một vùng. Lĩnh vực khởi tố vụ án cũng nhằm đảm bảo cho thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, bền vững. Thưa các chị, chúng tôi rất ủng hộ Bộ Công an trong việc làm này, khởi tố một vụ án, chấp nhận đương đầu với những khó khăn trước mắt về kinh tế, chính trị, xã hội để tránh những đổ vỡ lớn hơn ở tương lai và làm không có vùng cấm. Phát hiện đến đâu, xử lý đến đó, không có vùng cấm, không ai đứng trên pháp luật cả. Và vụ án ngày một phát triển ở mức độ không thể tưởng tượng được là liên quan đến rất nhiều cơ quan rồi. Đó là công ty mẹ Trương Mỹ Lan và Thịnh Phát và 762 công ty phái sinh. Những công ty phái sinh khác ngoài hệ sinh thái như chùm công ty của Đỗ Cao Trí, Nguyễn Cao Trí và dự án Sài Gòn Đại Ninh liên quan đến Thanh tra Chính phủ, một số thành viên Thanh tra Chính phủ và đại biểu Quốc hội cũng đã đặt vấn đề với trách nhiệm đối với Chánh Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trong vụ việc này. Ngoài ra nó còn liên quan đến ngân hàng, một số cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đã bị bắt tạm giam. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các anh chị vụ việc rất nóng bỏng này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.